Chào cả nhà, đây là giao lộ của đường Nguyễn Văn Linh và đường song hành quốc lộ 50. Đây cũng là điểm đầu của dự án mở rộng quốc lộ 50. Công trình được chia ra làm hai đoạn. Đoạn xây mới đường song hành quốc lộ 50 dài 4,2 km. Đoạn mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu thì dài 2,7 km. Như ta đã biết, trong đoạn song hành quốc lộ 50 vẫn còn vướng 11 căn nhà, rất khó xử lý. Nhưng hôm nay đi ngang đường Nguyễn Văn Linh, mình thấy có vài căn nhà đã được giải tỏa. Đây là một tín hiệu vui để đoạn song hành quốc lộ 50 có thể hoàn thành vào cuối năm nay. Đặc biệt là tại giao lộ này, mình thấy các nhà thầu đang thi công giữa đường Nguyễn Văn Linh. Cả nhà xem đây là công trình gì nha. Ban giao thông vừa có báo cáo trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác bàn giao mặt bằng đáp ứng tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn năm 2024 dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 tại huyện Bình Chánh. Ban giao thông cho biết đơn vị này đang khẩn trương đôn đốc việc thi công để đáp ứng tiến độ hoàn thành thông tuyến đoạn song hành quốc lộ 50 trong năm 2024 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025 theo tiến độ. Đối với đoạn tuyến xây dựng mới từ đường Nguyễn Văn Linh đến điểm giao với đường quốc lộ 50 hiện hữu, thuộc phạm vi các gói thầu xây lắp 1, 2, 3, 4 đang được thi công khẩn trương. Tuy nhiên, đoạn tuyến này có một số vị trí chưa được bàn giao mặt bằng, nguy cơ dẫn tới việc không đảm bảo tiến độ thi công như kế hoạch. Cụ thể, tại gói thầu xây lắp số 1, đoạn khu dân cư Gia Hòa hiện hữu còn 3 căn nhà chắn ngang hơn 1/2 mặt cắt ngang tuyến đường. Nguyên nhân chưa giải phóng mặt bằng là đưa doanh nghiệp tư nhân xây dựng và kinh doanh nhà Gia Hòa quản lý chưa hoàn thành bồi thường cho dân. Tại gói thầu xây lắp số 2, đoạn khu dân cư Phong Phú 4, hiện vẫn còn khoảng 8 căn nhà giáp đường Trịnh Quang Nghị chắn ngang toàn bộ mặt cắt ngang tuyến đường. Nguyên nhân cũng vì doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc quản lý chưa hoàn thành bồi thường cho dân. Ban giao thông nhận định hai vị trí vướng mặt bằng nêu trên có nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý, dự kiến kéo dài bàn giao mặt bằng và sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Do đó, đơn vị này đã thường xuyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2024 và đáp ứng kế hoạch giải ngân đầu tư công. Ban giao thông kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng. Theo Ban giao thông, mở rộng quốc lộ 50 tại huyện Bình Chánh là dự án giao thông trọng điểm, cấp bách của thành phố nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt cho tuyến đường vận tải quan trọng của thành phố và khu vực phía nam của thành phố. Dự án mở rộng quốc lộ 50 huyện Bình Chánh có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, được khởi công cuối năm 2022, hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuyến được mở rộng lên 34m với 6 làn xe, chiều dài 7km. Dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối tiếp giáp với tỉnh Long An. Quốc lộ 50 là tuyến đường liên vùng để kết nối với Long An và Tiền Giang. Tuyến đường này sẽ kết nối với nhiều dự án giao thông quan trọng như đường Vành Đai 3, cao tốc Bến Lức, Long Thành.